Câu thứ năm và tử nó hỏi Bạch Thầy con có một đứa cháu ở xa quê vừa rồi cháu có xây nhà gần hoàn thành thì xảy ra một sự cố là một thợ xây bị ngã giáo ảnh hưởng đốt sống giờ chưa biết sống chết ra sao. Vì vậy tâm mọi người không an khi ở nhà và cũng bị thế gian họ dèm pha nhiều. Vậy con mong Thầy chỉ dạy cho gia đình chúng con nên làm như thế nào để âm dương được hài hòa ổn định và chúng con nên tụng kinh gì để giải nạn cho cả chủ và thợ ạ? À? Có đấy. Phật tử này cứ nhất tâm. Thọ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Một ngày lấy ba thời, sáng, chiều và tối. Ngày ba thời, sáng tụng quyền thượng, bát nhã và niệm Phật. Theo như các sư hướng dẫn đó. Chiều khoảng độ tầm 5 giờ 5 rưỡi tụng quyển chung ban nha và niệm Phật, tối khoảng độ 8 giờ đến 8 rưỡi bắt đầu vào tụng quyển hạ. À, đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà đọc tụng, nếu có ban thờ Phật thì đọc đối trước ban thờ Phật là tốt nhất, không thì cứ ban thờ thần linh gia tiên mình tụng 21 ngày dòng dã như thế. Hồi hướng sám hối với các vị à, Long thần thổ địa ở nơi đó và sám hối với các cụ tổ tiên của mình và đặc biệt là cầu nguyện chư Phật Bồ Tát quan âm Bồ Tát Địa Tạng vân vân gia trì cho gia đình chúng ta và cầu nguyện là ở trong cái mảnh Bồ Tát Địa Tạng là ở trong cái mảnh đất gia đình nhà mình đang ở đó nếu còn vong linh nào mà còn phản phất những oan hồn nào chưa được siêu thoát ở trong khu đất nhà mình thì nguyện cầu Bồ Tát phóng đại quang minh chỉ đường dẫn lối và thuyết pháp giáo hóa cho cái thần thức cái vong linh đó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an, an lạc cảnh giới an lành tốt đẹp hơn đó là cõi nhân hoặc cõi thiên vân vân đó thì khi mà họ được họ nghe bồ tát địa tạng á, giáo hóa dùng thần lực á, để dẫn dắt họ đi đầu thai thoát hóa thì nó trả lại cái mảnh đất nhà, nhà gia đình nhà mình á, là trong sạch giống như mà cái cái đất nhà mình tôi lấy một ví dụ nhưng mà nó có gì có phân do bùn đất đầy rẫy ra nay chúng ta muốn làm nhà làm cửa thì đem hót sạch sẽ đi đem cào bỏ hết cái đất bẩn nó đi và đổ đất 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 tốt vào đất đất cát sạch sẽ vào chúng ta mới làm nhà lên đó thì ở nó không bị hôi thối không bị bẩn thiếu không bị nhàm gớm tương tự như thế thôi cho nên cũng có trường hợp có những cái oan hồn những oan gia trái chủ những vong linh thậm chí là là quỷ thần nó ở trên cái mảnh đất nhà mình làm nhà lên thì trường hợp nó ở vào thì cũng có rất nhiều trường hợp là gì? gặp những cái chuyện là gia đình không được như ý hoặc là gì nhẹ thì gia đình lục đục nặng thì ốm đau mà nặng nữa thì sinh ra gì tai nạn và chết chóc một cách là bất minh bất tường chúng tôi gặp rất nhiều những trường hợp như vậy và đã giải quyết giúp đỡ cho rất rất nhiều những gì những trường hợp gia đình gặp những cái đất cát nhà cửa mà không yên ổn như vậy được yên ổn ví dụ như ở dưới mỹ đức gần quê nhà sương tâm mấy năm trước tôi cũng thường kể đi kể lại mấy lần có gia đình có cái anh chàng mà nó bị điên nó cởi cả quần áo nó đi lang thang ngoài đường hàng chục năm trời sáu bảy năm trời gần chục năm trời hay sao hay là hơn chục năm tôi nhớ không rõ lâu lâu rồi lại không nhớ rõ cái thời gian nhưng mà có đại ý là có đứa con trai nó bị điên như thế lúc mà nó nặng đó, nó cởi cả quần áo lang thang ngoài đường có khi hàng tuần hàng nửa tháng hàng tháng nó không về nhà nó cứ gặp gì ăn đấy ở ngoài đầu đường xó chợ gặp đồ xác thối thì ăn xác thối thậm chí nó ăn cả phân do ở ngoài bùn đất ở ngoài đường nó không ý thức được nữa nhưng khi bà mẹ lên đây khóc than vãn với chúng tôi thì chúng tôi thấy là gì thấy cũng thương cho nên giao cho một hai sư ông xuống tận nhà để xem và xong xuống để xem thì sư ông xuống xem thì bảo ôi thầy ơi cái nhà này nặng nghiệp lắm cái thứ nhất là nhà này nặng nghiệp lắm cái thứ hai đất nhà này dữ lắm Con cảm có một cái cảm nhận là thần linh thổ địa đó không hoan hỉ Mà nơi đó như là có hung thần, có ác ma, có quỷ sứ thì phải Ghê lắm Con đến đó một cái là tóc gáy con gì không có nhưng mà nó cứ dựng tóc gáy lên Có nghĩa nó cứ dựng lên Mọi cái ở trong cái cảm giác là nó ghê Mà người thì chỉ nó khó chịu Nó, nó bức xúc vì những người có cái cảm tu hành được một thời gian thì nó có cái, có cái cảm nhận về tâm linh đặc biệt tôi ngày xưa khi tu hành tinh tiến tôi cũng có một số những cảm nhận đặc biệt bây giờ thì do gì biếng lười nhiều tuổi rồi thì già rồi cho nên lười tu cho nên bây giờ chả còn cảm nhận gì nữa cả giờ chỉ có mỗi cảm nhận thức ăn ăn ngon biết là ngon ăn dở biết là dở nhưng ngon dở thì cũng đều hai bát cho nó no bụng thế là qua ngày bây giờ chỉ cảm nhận được cái đấy thôi cho nên nhờ tôi mới nhờ sư ông đó xuống thì sư ông về nói với tôi như vậy tôi bảo vậy thì bây giờ thì thôi bác đi xuống bác ấy à, đi, đi, cho bà cụ ấy thỉnh một phó tượng địa tạng bác xuống bác làm lễ an vị cho họ và uh, cho bà cụ thỉnh quyền kinh địa tạng bảo cụ ấy đọc tụng đi. Đọc tụng đấy 49 ngày không phải trăm ngày mà Thế là bà cụ nghe nhất tâm đọc tụng khoảng hơn 20 10 ngày khoảng 30 ngày hoặc hơn 30 ngày, 30 ngày. Con tôi không nhớ cái thời gian nhưng chưa đến 49 ngày. Thế tự nhiên là thằng con này thằng con trai nó về nó đi tắm rửa nó bảo mẹ nó thì nấu cơm nó ăn và nó bảo mẹ nó là mua bộ quần áo mới cho nó mua có mang bộ quần áo cho nó mặc tắm rửa xong nó đi mặc quần áo xong thì thế nó bảnh bao ra rồi nó đi cắt tóc đi nữa thì thôi hết điên trở thành người bình thường lại biết làm việc gia đình biết nấu cơm biết giúp việc cho cho mẹ và người nhà Đó. rồi cũng ở dưới Mỹ Đức nó trong cái cái đạo tràng của Phật tử của bà Hê tổ trưởng đã có một đưa dẫn lên một cô điên 5, 6 năm sáu năm năm sáu năm không làm được cái gì đi lên đây lúc đi lên đây lúc thì cười lúc thì khóc lên chùa cũng không biết đọc kinh vì bài không biết chữ ngày xưa nhà nghèo còn bé không đi học không biết chữ thì tôi bảo thì thôi không biết chữ thì cứ lên ngồi mà vái được thế lúc đầu thì bà ấy do nó cái tinh thần nó điên cuồng nó còn loạn tâm nó còn nặng quá nó nó, nó, cũng không vào chùa được vái được nó cứ lang thang ở ngoài thì lúc nào tôi đi qua tôi gặp tôi lại bảo là tôi vái phật đi thế bà lại vái vái được một hai cái xong lại thôi lại cười hề hề cho được một tí thì lại khóc tu tu đi. thế được khoảng một tuần như vậy thì là bắt đầu thì đỡ hơn một chút nhưng thấy đỡ hơn một chút là đòi về tôi bảo chưa được ở đây khoảng thêm là hai tuần nữa cho nó khỏi hẳn đi đó thế là ở sang tuần thứ hai tiếp theo thì nó cứ đỡ dần sang tuần thứ ba thì thì lên biết niệm phật biết lễ phật và sang hết tuần thứ ba một cái thế là khỏi mấy hôm sau tôi bảo thôi ở thêm một tuần nữa để làm công quả quét dọn chùa chiền để làm công quả cho nó khỏi hẳn thì về thế ở thêm một tuần nữa thế bà lên bà hôm tôi đi xuống bếp thì thế bà đi chạy long tong cho bà bảo thầy ơi con khỏi hẳn rồi thầy cho con đi về để con còn lo công việc thì nhớ nhà lắm rồi nhớ con nhớ cháu lắm rồi thế cho con đi về đi. thế bảo khỏi chưa mà khỏi rồi con thấy bình thường không có gì nữa cả làm chủ được mình rồi, thế thì về thì chịu khó niệm Phật, không tụng được kinh thì chịu khó niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm vào nhà, vâng. Theo từ ngày đấy đến giờ hai năm nay là gì? Cũng khỏi, không có gì nữa cả. Đó. thế cho nên ở đây thì chúng ta thấy là có tâm tín kính Tam Bảo, nhất tâm tụng kinh niệm Phật sẽ được Phật gì? Phật Bồ Tát độ cho thoát khỏi những cái chướng nạn hạn ách ở trong trong gia đình chúng ta vì vậy mà trường hợp phật tử này đó, thầy khuyên là gì? cũng nên nhất tâm để tụng kinh địa tạng thì mọi những cái chướng duyên mọi những cái tai nạn mọi những cái lo âu sợ sệt ở trong cái cái ngôi nhà đó dần dần sẽ tan biến và nhường lại cho gì một ngôi nhà đầy áp tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc với có cả gì ông nội bà nội và con trai, con dâu rồi cháu nội đầy áp tiếng cười. Nói chung là trong nhà đầy áp tiếng cười an vui hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà phải cố gắng chịu khó hoan hỉ nhất tâm để đọc tụng bộ kinh này từ 21 ngày đến 100 ngày. Một ngày đọc lấy gì? Lấy cả ba thời quyển thượng, quyển trung, quyển hạ sáng, chiều và tối. Như vậy thì sẽ tốt hơn. Đó.